Thưa quý vị, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, câu hỏi của nhiều người đặt ra đó chính là khi nào thì đại dịch chấm dứt và vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Liên quan đến vấn đề này, một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra dự đoán ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiến sĩ Maria Neira, Giám đốc Văn phòng Môi trường, Biến đổi khí hậu và Sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự báo khủng hoảng COVID-19 có thể được kiểm soát vào tháng 3 năm 2022, với điều kiện các nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp hiện nay đạt mục tiêu trong chương trình tiêm phòng. Đây là đánh giá trong bài trả lời phỏng vấn trên đài truyền thanh RAC1 của Tây Ban Nha mới đây liên quan đến chủ đề khi nào đại dịch COVID-19 chấm dứt. Bà Nera nêu quan điểm, 2 năm là khoảng thời gian mà chúng ta đặt ra để kiểm soát dịch bệnh và chắc chắn đó là lượng định thời gian phù hợp. Nếu chúng ta bắt tay tiêm chủng với tốc độ như đã làm được cho đến nay, thế giới sẽ tìm ra được con đường thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, thậm chí có thể sớm hơn. Tuy nhiên, quan chức này cũng cho rằng việc thiếu hụt vaccine và sinh phẩm ở nhiều nước là điều đáng lo ngại, từ đó nhấn mạnh yêu cầu thế giới cần phải hành động cùng nhau để ra khỏi đại dịch.